Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, chiều tối qua sau khi thị sát hiện trường sạt lở đất tại thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Thủ tướng chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm đặt sự an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Bộ Tài chính cấp ngay 150 tỷ đồng hỗ trợ Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai. Chính quyền, quân và dân tỉnh Lào Cai. Thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có thân nhân thiệt mạng và mất tích sau trận mưa lũ lịch sử, động viên các gia đình gắng gượng vượt qua nỗi đau, dần ổn định cuộc sống. Thủ tướng nhấn mạnh bốn nhiệm vụ trọng tâm lúc này của tỉnh, đó là không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch, nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục sản xuất kinh doanh cả nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm sinh kế cho người dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số cái lực lượng tập trung cái lực lượng tìm kiếm người mất tích để lo hậu sự chu đáo, chế độ chính sách cho người xấu số ra đi, rồi cứu chữa cái người bị thương, người dân bị bệnh do cái hậu quả lũ lụt này gây ra, bằng mọi phương diện, bằng mọi cách tiếp tế lương thực thực phẩm, nước sạch cho những cái nơi mà chưa được tiếp cận, phải tiếp cận bằng được. Thì đồng ý là cấp 150 tỷ để cho ông chí khắc phục ngay cái tình trạng, nhất là đối với những người đã mất. Như vậy là Lào Cai là tỉnh thiệt hại nhiều nhất về người. Thủ tướng cũng chỉ đạo ngay sau lũ cần tập trung dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, khôi phục hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, sửa chữa trường lớp học để học sinh sớm trở lại trường, sửa chữa cơ sở y tế để người dân được khám chữa bệnh. Yêu cầu các bộ ngành tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính cấp ngay 150 tỷ đồng hỗ trợ cho Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai.